cậu nhóc Bekna này chỉ chọn trước cửa ngân hàng và chỉ chọn những người da trắng để đánh giày. Sau đó cố ý đánh cho đôi giày của bọn họ cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, rồi kéo dài thời gian ngẩng đầu lên nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau khi người khách da trắng trả tiền xong, cậu nhóc liền lấy ra cuốn sổ tay, rất cẩn thận ghi lại nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Hóa ra cậu nhóc này không phải là vì kiếm tiền đánh giày, mà mục đích thật sự là muốn từ những cuộc trò chuyện của những người da trắng này để thu thập thêm kiến thức. Dù còn nhỏ, nhưng cậu bé đã mong muốn một ngày nào đó có thể kiếm được nhiều tiền như những người da trắng. Khi không có khách, cậu bé sẽ lẻn lên bệ cửa sổ văn phòng ngân hàng, dù sổ để ghi lại các cuộc trò chuyện của giám đốc ngân hàng. Này nhóc đang làm gì đó? Mày đang học lén cách làm ăn của người da trắng tụi tao sao? Đây chính là Texas, Mỹ năm 1939, nơi mà người da đen bị phân biệt đối xử và áp bức nghiêm trọng. Việc kinh doanh và khởi nghiệp của người da đen bị cản trở ở khắp mọi nơi. Cậu bé về nhà lấy cuốn sổ nhỏ đưa cho bố. Trước sự thông minh, hiếu học và tài năng của cậu con trai, thay vì ngưỡng mộ và động viên, người bố lại tỏ ra sợ hãi và cảm thấy bất hạnh. Nhưng chúng ta sinh ra đã là người da đen kiếm tiền như thế này thì người da trắng sẽ không đồng ý đâu, cho dù con có giỏi giang đến mấy. Nhưng cậu bé lúc này chỉ dùng một ánh mắt kiên định trả lời bố mình. Cậu bé đã quyết tâm vượt qua mọi chông gai. 20 năm sau, cậu bé Bekna ngày nào đã trưởng thành cùng vợ con chuyển đến Los Angeles. Sự phân biệt chủng tộc ở đây thực sự là không quá nghiêm trọng. Bơm át hy vọng có thể ở lại đây khởi nghiệp. Ban đầu, cả gia đình ba người chỉ có thể sống trong căn phòng nhỏ của cậu mình. Trong lúc ăn tối, Bekna nói rằng anh ta muốn bắt đầu với tư cách là một nhân viên kinh doanh bất động sản, nhưng bị người cậu chế giễu. Nhưng vợ anh ta rất tin tưởng vào khả năng kinh doanh của chồng mình. Cô cho rằng anh sẽ vượt lên được. Ngày hôm sau, Bekna bắt đầu đi khắp thành phố tìm nhà nào đang cần bán. Thông qua sự quan sát nhạy bén của mình, Bekna đã nhìn thấy một cơ hội kinh doanh lớn từ việc mua một ngôi nhà để cho thuê lại. Những người da đen có tiềm lực kinh tế đều tập trung sống ở khu này. Còn phía bên khu người da trắng này thì vẫn còn nhiều nhà trống. Nếu có thể mua một ngôi nhà của người da trắng với giá rẻ, sau đó cho người da đen thuê, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bekna rất nhanh đã để ý đến một ngôi nhà của người da trắng. Tuy phía trước nhà mọc đầy cỏ dại, không có ai thèm để ý, nhưng Bekna đã nhìn thấy lợi thế của vị trí của nó. Đối diện đường chính là khu vực của người da đen. Anh đi tìm chủ nhà, thương lượng với chủ nhà muốn mua lại với giá 30.000 đô, người chủ nhất định đòi giá 40.000 đô. Bekna nói với chủ nhà căn nhà này anh chỉ cho thuê có một nửa, rất lãng phí, chi bằng ông chủ hãy bán căn nhà này cho mình đi. Bekna trước mắt sẽ đưa cho ông chủ 30.000 đô. Sau khi tôi trang trí sửa sang lại phòng ốc, cho thuê được rồi sẽ đưa tiếp cho ông chủ nhà 5.000 đô. Ông chủ nhà Patrick mặc dù rất tán thưởng cách kinh doanh của Bekna, nhưng ông ta vẫn không muốn mạo hiểm. Bekna tỏ ra thông cảm. Trước khi rời đi, anh bất ngờ nhìn thấy tờ lịch trên bàn của ông chủ nhà. Bộ lịch này là do một quản lý ngân hàng nào đó tặng cho ông ấy. Bekna liền nảy sinh ra một ý nghĩ, sau đó liền đi tới ngân hàng đó. Anh ta đi tới quầy lễ tân tìm trợ lý. Cô trợ lý thấy Bekna là người da đen. Tuy rằng người quản lý vẫn còn ngồi ở đó, nhưng cô ta lại nói là quản lý không có ở đây. Bekna chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được người trợ lý đi ra. Bekna lập tức đuổi theo, nói mình được một khách hàng của anh ta giới thiệu tới, hy vọng anh ta có thể làm thủ tục cho mình vay tiền. Người quản lý ngân hàng nhìn qua Bekna, sau cùng vẫn từ chối lời đề nghị của Bekna. Đến tối, ông chủ nhà đã gọi điện thoại cho Bekna. Anh đã dùng tên của tôi để muốn làm thủ tục vay tiền ngân hàng đúng không? Bekna không giấu giếm thừa nhận và cũng thành thật xin lỗi ông chủ nhà. Nhưng không ngờ ông chủ nhà lại không quở trách anh ta. Ông chủ nhà rất tán thưởng cách làm táo bạo của Bekna. Anh ta có thể mạo muội đi tìm gặp quản lý ngân hàng, chứng tỏ Bekna rất có lòng tin với cuộc giao dịch này. Sau đó ông chủ nhà đã đồng ý cho anh ta mượn danh nghĩa của mình để làm thủ tục vay. Bekna thuận lợi mua lại căn nhà. Nhưng ngay lúc anh ta đang định sửa sang lại, nhưng trong quá trình cải tạo lại ngôi nhà, anh ta mới phát hiện ra nạn phân biệt chủng tộc ở đây vẫn còn nghiêm trọng. Bà thím người da trắng này vừa về tới nhà thì thấy ngay hai người da đen đang sửa sang nhà cửa trước cổng nhà. Các anh đang làm gì vậy? Bekna lúc này rất bình tĩnh, nói mình đang cải tạo ngôi nhà. Bà thím liền tỏ thái độ của giới thượng đẳng, đây là khu phố của người da trắng, mời hai anh lập tức cút khỏi chỗ này. Hai người tỏ rất bình tĩnh, nói rằng mình đã mua lại khu nhà này, anh ta hiện tại chính là chủ nhân của tòa nhà này. Bà thím nghe xong thì thẹn tái mặt, anh lá đang muốn dọa tôi sao? Đây là tòa nhà của người da trắng, anh không thể mua lại chỗ này đâu. Nói xong bà thím hùng hổ đi lên lầu. Không bao lâu sau, cảnh sát đã đến nơi, nói rằng có người đã khiếu nại rằng anh ta đang giả danh chủ nhà ở đây. Bekna đã liệu trước sự việc như thế này sẽ xảy ra, anh ta liền lấy ra bản sao hợp đồng mua nhà của mình. Nhưng cảnh sát vẫn còn nghi ngờ không tin, ánh mắt anh ta đầy sự hoài nghi và kỳ thị. Chớ trêu hơn là cảnh sát còn giơ bản hợp đồng lên trước ánh sáng mặt trời để kiểm tra xem bản hợp đồng này là thật hay giả. Sau khi xác định bản hợp đồng này là thật, cảnh sát vẫn không quên cảnh cáo anh ta, anh nhớ tôn trọng những người da trắng trong khu này đấy. Vâng thưa anh. Trong thời kỳ phân biệt chủng tộc còn nặng nề, người da đen chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để kiếm sống, đúng là khó khăn chập trùng. Tối đến, Bekna chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị dọn đến nhà mới, nhưng bà thím da trắng lại bắt đầu kiếm chuyện. Qua 6 giờ tối thì nhân viên sửa chữa không được làm việc nữa. Bekna không phản ứng gì, tôi là chủ của tòa nhà này,
tôi muốn đến lúc nào thì đến. Bà thím lúc này tức đến điên người, bà ta không thể chấp nhận việc hàng xóm của mình là người da đen. Hôm sau bà ta đã dọn nhà khỏi nơi đó, bà ta cao ngạo rời đi. Sau đó rất nhiều người da đen đã dọn vào, quả nhiên như Beckna đã dự đoán. Số lượng người da đen cần thuê nhà rất đông, chẳng bao lâu sau cả tòa nhà đã kín người cho thuê. Và Beckna cũng đã trả được khoản tiền còn lại cho chủ nhà trước, ông Patrick thật không thể ngờ. Ông ta có thể thấy được Beckna là một nhân tài kinh doanh, anh ta có thể thấy được tiềm năng của tòa nhà. Vì thế ông chủ nhà liền muốn hợp tác với anh, ông ta sẽ phụ trách ra mặt ký hợp đồng. Còn Beckna sẽ phụ trách tìm nguồn hàng, hai người bắt tay hợp tác. Cứ như thế ông Patrick phát huy năng lực đàm phán của mình, còn Beckna thì phát huy khả năng quan sát đánh giá thị trường của mình. Hai người hợp tác kinh doanh bất động sản trở nên phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Beckna cũng thực hiện được lời hứa của mình, anh đã mua được một căn biệt thự tặng cho vợ mình. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp này cũng không kéo dài lâu, ông Patrick đã đột ngột qua đời. Vợ của ông ta thay mặt tiếp quản mọi công việc làm ăn, mà bà ta lại là người tôn sùng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Bà ta muốn mua lại tất cả cổ phần của Beckna với giá rẻ. Nếu như Beckna không đồng ý, bọn họ sẽ gặp nhau trên tòa. Beckna đương nhiên không chấp nhận, nhưng tất cả mọi hợp đồng mua bán nhà trước đây do ông Patrick đứng tên. Tên của anh ta không hề có trên hợp đồng, vì để chứng minh mình và ông Patrick có mối quan hệ làm ăn, Beckna đã tìm đến người quản lý ngân hàng đã làm thủ tục cho anh ta vay tiền. Nhưng tên quản lý ngân hàng này sớm đã bị mua chuộc. Hắn ta đương nhiên là không đồng ý giúp đỡ Beckna. Beckna chỉ còn cách nuốt cục tức vào bụng. Beckna thất vọng rời đi. Khó khăn lắm mới gây dựng được sự nghiệp như thế này, chẳng lẽ cứ như thế này mà bỏ cuộc sao? Anh ta không cam tâm. Bỗng nhiên, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh sẽ mua lại tòa nhà này và trở thành chủ của nơi này, để xem sau này đám người này còn dám khi thường mình nữa không. Beckna tìm đến ông Joe, người cũng kinh doanh bất động sản mà trước đây vợ mình giới thiệu. Ông Joe là nhà đầu tư bất động sản giàu nhất trong khu này. Sau khi ông xong kế hoạch của Beckna, ông Joe tỏ ra rất kinh ngạc. Đó là tòa nhà đắt đỏ ở trung tâm thành phố Los Angeles. Anh có biết giá đất ở đó đất bao nhiêu không? Nhưng Beckna vẫn cố chấp muốn thực hiện, muốn tìm hiểu tình hình bất động sản mới nhất. Có được nguồn tin cậy nhất chính là đến từ ngân hàng. Mua lại tòa nhà đó chính là thâm nhập vào 12 cái ngân hàng. Và dù cho sau này ngân hàng có muốn từ chối khoản vay của chúng ta thì bọn họ cũng phải suy nghĩ lại. Vì dù gì chúng ta cũng là chủ nhà của bọn họ. Ý tưởng của anh rất liều lĩnh, nhưng tôi rất thích. Ông Joe đã bị làm cho kinh ngạc bởi ý tưởng của Beckna. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì ý tưởng của Beckna rất có tính khả thi. Tuy ông Joe có khối tài sản kếch xù, nhưng lại bị người ngoài soi mói khắp nơi. Có thể kiếm được tiền từ người da trắng, trước giờ luôn là mơ ước của ông ta. Vậy là hai người đã bắt tay hợp tác với nhau, nhưng bọn họ lại là người da đen, không thể trực tiếp ra mặt đàm phán. Vì thế bọn họ đã thuê mặt một anh thợ sửa chữa là người da trắng để đại diện cho bọn họ. Bọn họ dạy anh ta đánh gôn, dạy anh ta các nghi thức trên bàn tiệc, dạy anh ta một số kiến thức toán học và bất động sản cơ bản. Sau một tháng huấn luyện, lúc Matt mặc lên người bộ lễ phục sang trọng, nhìn bộ dạng này của anh ta, rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Ông Joe đã cố tình sắp xếp để Matt chơi gôn với ông chủ ngân hàng. Với kỹ năng chơi bóng siêu hạng, Matt nhanh chóng chinh phục ông chủ ngân hàng. Đợi đến thời điểm thích hợp, bọn họ liền sắp xếp cho Matt đi đàm phán với ông chủ ngân hàng. Mà bọn họ đã đoán trước được rằng ông chủ ngân hàng sẽ hét giá rất cao, vì thế bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Beckna đã đứng ở ngoài tòa nhà đến từng ô cửa sổ sáng đèn, tính toán ra tỷ lệ còn chống mặt bằng thuê của tòa nhà, sau đó thông qua chi phí vận hành cũng như doanh thu hàng năm của tòa nhà, tính ra một cái giá ước chừng. Không những thế, Beckna còn chuẩn bị thêm những con số chi phí khác, sau đó để Matt học thuộc lòng những con số này. Kết quả là dù cho ông chủ có đưa ra bất kỳ lý do gì, Matt cũng đã chuẩn bị sẵn một giá tiền để đối phó, khiến cho ông chủ này cũng hoài nghi phải chăng mình đang nói chuyện với một thiên tài tính toán. Rõ ràng là nói không lại anh ta, cuối cùng đáng lẽ phải là cái giá 2,5 triệu cho tòa nhà này, bọn họ đã thương lượng xuống con số 1,56 triệu. Sau đó mỗi khi Beckna ra vào tòa nhà này, tất cả các ông chủ ngân hàng đều đến bắt tay anh ta. Người quản lý ngân hàng trước đây từng gây khó dễ cho anh ta giờ đây cũng phải đứng hình. Có được trong tay tòa nhà ngân hàng, công việc kinh doanh bất động sản của họ suôn sẻ hơn. Tại khu của người da trắng, sau đó để cộng đồng người da đen vào phát triển làm ăn ở đây. Dần dần chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã hoàn toàn bị phá vỡ. Không lâu sau, bọn họ thậm chí còn có cuộc gặp gỡ với ngài phó tổng thống. Sau đó Beckna về lại quê nhà, mới phát hiện người da đen ở quê mình vẫn sống trong nạn phân biệt chủng tộc. Ngay cả những cây nước uống công cộng cũng phân biệt dành cho người da đen và người da trắng. Đối diện với sự phân biệt này, Beckna quyết định phải giúp đỡ quê nhà. Bọn họ chính là dùng lại cách cũ. Dưới sự chỉ đạo hỗ trợ của Beckna và Joe, Matt lại một lần nữa ra mặt ký kết hợp đồng, thành công mua lại một ngân hàng địa phương. Sau đó rất hào phóng cho những doanh nhân da đen có triển vọng vay tiền, giúp đỡ bọn họ lập nghiệp, giúp bọn họ tự lực cánh sinh, từng bước thay đổi điều kiện sống của người da đen ở đây. Nhưng thời gian êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, người quản lý da trắng phụ trách cho vay đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong các hóa đơn ngân hàng. Anh ta âm thầm theo dõi Matt, mới biết ông chủ thật sự phía sau hậu trường của ngân hàng thực ra là hai người da đen. Anh ta phát hiện ra mình đã làm việc cho người da đen suốt thời gian qua. Anh ta cảm thấy mình đã bị xúc phạm nặng nề. Anh ta lập tức chụp ảnh để làm bằng chứng. Sau đó anh ta đi tố cáo với văn phòng cơ quan tính toán tiền tệ. Rất nhanh sau đó điều tra viên đã tới tìm bọn họ.
cuộc điều tra này đã phát hiện ra nhiều khoản cho vay bất hợp pháp của người da đen ở nhiều nơi. Ngân hàng ngay lập tức bị phong tỏa. Beckna và Joe bị bắt lại để hầu tòa. Hội đồng xét xử lúc này đều là người da trắng. Bọn họ buộc tội hai người đã dùng tiền tiết kiệm của người da trắng cho người da đen vay. Beckna lúc này thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu bạn không thể vay được tiền, bạn không thể mua nhà, bạn không thể bắt đầu kinh doanh, tôi một lần cảnh cáo anh nên im lặng. Có nghĩa là bạn không thể làm giàu, và bạn cũng bị loại trừ khỏi giấc mơ Mỹ. Cảnh vệ giải nhân chứng đi, tại sao việc loại trừ cả một tộc người khỏi giấc mơ Mỹ lại quan trọng với các người như vậy? Sau cùng bọn họ cũng không thoát khỏi sự xấu xa nham hiểm của con người. Tòa án cuối cùng kết án bọn họ 3 năm tù vì sử dụng sai quỹ ngân hàng. Và tất cả 177 tài sản đứng tên họ đã bị tịch thu. Nhưng không ai biết rằng, ngay trước khi tài sản của họ bị niêm phong, Joe đã cho thuộc hạ bí mật mua 2 bất động sản ở Bahamas. Sau khi cả hai ra tù, bọn họ dựa vào 2 tài sản này để làm một cuộc trở lại ở Bahamas. Sau đó, bọn họ quay lại Texas một lần nữa để tiếp tục mua lại bất động sản và cho người da đen thuê. Lại một lần nữa chống lại chủ nghĩa biệt chủng tộc. Đây là một bộ phim dựa trên những sự kiện có thật. Dưới sự nỗ lực của Beckna và Joe, năm 1968, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật nhà ở công bằng, nghiêm cấm phân biệt chủng tộc trong việc bán và cho thuê nhà. Số phận của người da đen lúc này đã được thay đổi triệt để.